cây hạt cũng lớn. Cái cây này chắc có 3-4 người ôm mới đáp á. Rồi tới. Tới rồi. Này nước cạn quá. Đây nè quý vị ơi, giờ này mình thấy phương viên chạy rất là gầy gà, rất là rõ luôn nè. Đây quý vị, cái mực nước ở dưới rất là cạn luôn, sâu hút luôn. Mình nghĩ là lúc xưa cái hồ này nó cũng nước cũng khá đầy, giống như hồ Thủy Liêm, hồ Thủy Liêm bên chùa Phật Lớn. Đây nhớ cabin chạy lên đầu mình quý vị, mình đây nguyên gây quy hình ở đây là tôi nói là rõ rồi đó, tại vì ở đây chống lơ chống lỏng mà nó không có cây che. Hoa quanh đường dạo hồ Thanh Long. Suối Thanh Long rồi bây giờ hồ Thanh Long. Đây nè quý vị. Mình ghi hình cho nó lớn lên nè cho quý vị xem nè. Ai hiểu rõ thông số này thì xem mới biết. Hồ chứa nước Thanh Long. Giờ này là 4:28 rồi à, mình từ cái chỗ mình nghỉ ngơi nè. Bây giờ chiều nay thì đáng lý ăn cơm xong là có cái lịch trình đi nữa, nhưng mà đoàn thông báo thì bây giờ hình như thấy muộn quá sao rồi không có đi. Bây giờ mình sẽ đi một đoạn đi ra bờ hồ quý vị. Cây hết đứa lớn rồi. Cái cây này chắc có 3-4 người ôm mới đáp á. Đây cái đường đi bờ hồ cái đường này. Thẳng xuống luôn hả? Bỏ thẻ cái máy này đi. Đó, có cái đường mờ không? Bỏ thẻ cái máy này đi. Không. Chứ còn thẻ đây mà thay thẻ rồi nhưng mà nó vẫn vậy đó. Không, bỏ thẻ đi qua cái máy này cho quay nè. Có cái máy tự nữa này nó gì thế chứ nó không có đường mòn hả đi. Đó bây giờ mình đi xuống. Ồ ở đây có một cái phiến đá to nó dựng đứng đẹp không. Cây này không lẽ hồng quân ta hả? Hồng quân quá. Đường này tắt rồi, đường sát bên này. Có đi rồi hả? Còn cái đường kia là dần ra cái hôm tay của bà Tám. Cô Tám đó chứ ai.
thông tay của bà tá, cô Tám á. Cô Tám mà kế bàn chị sự đó, bữa hôm ngủ đi qua đó. Thăm của em cổ, của cổ nữa. Rồi tới. Tới rồi. Này nước cạn quá. Đây nè quý vị, giờ này mình thấy phương viên chạy rất là gầy gà, rất là rõ luôn nè. Rồi. Ta đi lên thấy gì mục tiêu trơn rồi. Kệ đi. Còn ai cho để mình xoay một vòng. Có mình tham quan nha, bờ hồ, dòng bờ hồ nè. Hồi đó thì người ta xây cái này quy mô nó có lót đá đồ đẹp lắm. Đường này hả? Nè, lót đá mà 20-40 đều hết trơn luôn. À, phải chấm xi măng. À, vậy là cái này là giờ cỏ nó phủ lên thôi, chứ đá vẫn còn. Đá 20-40, toàn bộ con đường này luôn, đẹp dữ dằn lắm. Rồi giờ người ta bỏ quan thế nè. Đó, đoàn mình ra tới đây hết rồi đây. Chú ơi. Sao đi ra đây không gặp không rủ chú đi nè. Đây cái gì kìa? Cái mực nước ở dưới rất là cạn luôn. Sâu hút luôn. Mình nghĩ là lúc xưa cái hồ này nó cũng nước cũng khá đầy, giống như hồ Thủy Liêm. Hồ Thủy Liêm bên chùa Phật Lớn. À, là cái tình trạng chung thì bây giờ cái khô hạn thì nước nó cũng dịch như nha. Dịch ở bên này thì thượng này, thượng nguồn. Và phía kia bên kia đập đó là hạ nguồn. Đó, quý vị thấy những cái tua bin rất là rõ không? Đây hạ nguồn cái gì? Nhà quản lý Hồ Thanh Long. Địa chỉ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Hồ Thanh Long quý vị. Cảnh đẹp quá. Đó quý vị, tôi bên chạy cái xác mình luôn rồi đó. Đó, Hồ Thanh Long có bản chữ luôn cái gì rồi. Suối bây giờ nó cạn rồi. Ở đây có cá nha quý vị. Trạm quan trắc tự động Hồ Thanh Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tô bia nó chạy rất là rõ ràng quý vị ơi. Chốt. Cấp chưa? Dạ gọi chú. Chạy liên tục luôn cái gì rồi. Đẹp chưa? Rất là sâu cái gì.
Đi vào bên luôn kia hay sao? Đi giáp vòng luôn đi. Nãy đi chưa? Đi giáp chưa? Chưa. Đi hả? Mới đi tới đây. Đi tới đây rồi chơi trở lại hả? Đi đây rồi trở lại. Xong đi luôn. Hồ này rộng quá. Hồ này mà nước nó tích nhiều chắc dữ dội cái hồ này lắm. Cái này con có đi rồi phải không? Dạ. Năm gói nước nhiều phải không? Nhiều lắm, nước nó cao. Hôm nay thì chưa vô mình mua lắm. Cái cabin là dây là cố định nha các, chứ không phải cái cabin nó dược trên dây nha. Cái cabin là gắn liền với cái dây luôn á. Có nghĩa là cái dây dược trên cái bánh xe đó. Con thấy ha, dược trên cái bánh xe là cái dây và cái cabin nó cố định với nhau. Cái dây á, nó giống như cái dây cua go, nó cứ chạy tròn 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 hoài vậy đó. Ở cabin này không có, không có người nè. Cabin này có người. Ủa, coi đã không? Cabin này là khoảng 8 người nữa cô. Cái này là cabin nhỏ. Còn có những cabin người ta chứa được khoảng 12 người nữa. Nhưng mà cabin ở đây chứa là khoảng 8 người. Tùy cái kích thước và tùy cái nơi mà người ta thiết kế những cái cabin khác nhau. Đó phía trên nó thấy cái nhà đó, cái là cái nơi cái nhà ga đó quý vị. Hả? Đó mình có học cái thông số của các xe này vừa rồi qua học cái từ đó tôi chỉ còn nhớ là ở dưới mình thấy cái mai dương cũng nhóc hết rồi gì. Ở đây cá mình thấy nhiều lắm á. Đây cá thấy không ai bắt ha. Cái bảng người ta cấm không cho bắt mà. Chứ hồ Thanh Long ở dưới là cá quá trời nhiều luôn. Ở đây ta đâu có cho ai ăn đâu mình thả. Trên ngoài hồ Vĩnh Liêm. Đây những cabin chạy lên đầu mình quý vị. Mình đây quy hình ở đây là tương nói là rõ hơn đó, tại vì ở đây chống lơ chống lỏng mà nó không có cây che. Tại nước cạn quá mình thấy cái hồ này thấy không đẹp quá vậy. Chứ theo cái nước mà dâng cao lên nó mặt hồ đó ha, là nước nó sánh lên trên này nè, thấy nó đẹp.
này là có cỏ mọc rồi. Cái này ta lát đá không có gì. Mặt phẳng này lát đá. Rất là nguy hôn. Sụp. Ở đây thì mình thấy là có cái bảng này. Cái bảng ta có hình như có ghi thông số thì có phải. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang. Wow, đây mình bị Mai Dương móc cái quần của vậy. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang, chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi phối hợp trồng hoa quanh đường dậu Hồ Thanh Long. Suối Thanh Long rồi bây giờ Hồ Thanh Long. Có nghĩa là nói chung là cắm. Cắm đủ loại cắm hết trơn. Ồ, nhà đây xung quanh đây nhiều quá ha. Ồ, giống nhà của công trường quá hả? Thành ra là số người đi qua đây rất là ít luôn. Không, cái nhà trọ đó. Trọ hả? Vô đóng cửa luôn. Đi tắt qua chùa Bạc Nhỏ hả? Nhưng mà dạ. Bây giờ đi đó. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi hồ chứa nước Thanh Long. Xây dựng năm xây dựng 2011. Mực nước lũ. Mực nước. Vậy đó không biết luôn à, mực nước chết. Công trình đập. Thôi mình ghi hình đi rồi ai có dịch được rồi dịch đọc được đọc diện tích lưu vực nước 1.158 km vuông dung tích. Đây nè quý vị, mình ghi hình cho nó lớn lên nè cho quý vị xem nè. Ai hiểu rõ thông số này thì xem thì biết. Hồ chứa nước Thanh Long. Đó. Ở đây có khu nhà trọ. Mình đi vậy thì cũng khá xa nha, mà thấy cái hầm tây nó nằm xa mình rồi đó. Cái đường mình đổ xuống tới cái chỗ này là như là nãy giờ cả 700 mét rồi đó cô á. Gần 1 km rồi đó hả? Rồi đi chỗ này nó thoáng, mình đi mình thấy nó mau. Đi một vòng đi xe rồi đó cô á. Nãy mình ghé chỗ dưới này nè. Suốt đằng này nè. Rồi nó có cái hầm tây ở đây.